duyên trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu.
cho phép tôi được chuyển lời của gia đình cũng như chuyển lời của Hồng Ngọc và Nguyễn Khánh. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả những tình cảm yêu thương của quý vị khách quý, của quý vị quan khách, các ông, các bà, các bác, các chú, các anh chị và các bạn. Chúng ta đã dành thời gian trở về đây tại tư gia của nhà gái để cùng được chứng kiến, để cùng được chung dự, cùng chung với nhau những lời chúc tốt đẹp nhất để cùng chúc cho mối quan hệ của hai bên gia đình mãi mãi được bền chặt bên nhau và chúc cho hai bạn mãi mãi được viên mãn bên nhau. Xin được chuyển lời của gia đình trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ nâng những chén trà thơm nồng, sẽ mời những chiếc bánh chiếc kẹo ngọt ngào, mời những đĩa hoa quả thật là thơm ngon trong niềm vui của gia đình cũng như tình yêu của hai bạn ngày hôm nay. Và để cho bầu không khí của chúng ta trước khi bước vào buổi lễ trang trọng ngày hôm nay là lễ ăn hỏi, lễ xin cưới và lễ nạp tài, những món quà đầu tiên của tất cả quý vị lúc này không gì hơn sẽ là một tràng vỗ tay giòn giã của tất cả quý vị. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị. Kính thưa quý vị khách quý, gia đình nhà trai được ở một địa phương rất gần với quê hương mảnh đất Ninh Bình kính yêu của chúng ta. Đó chính là một quê hương có một người con gái có thể là nói vui là nặng nhất thế giới. Đó là quê hương chị Hai Năm Tấn quê ở Thái Bình. Và trở về đây, lúc này thì gia đình nhà trai cũng như là chú rể đang sinh sống và đang công tác ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, và có thể nói những ngày qua ở tại một mảnh đất xinh đẹp của chúng ta là mảnh đất Ninh Bình, thì chúng ta, mỗi một người dân, mỗi một gia đình, mỗi một phố xóm thì chúng ta đã thực hiện rất là nghiêm túc cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất của mình để mang về đây cùng chúc mừng hạnh phúc cho gia đình và chúc mừng cho quê hương yêu dấu của chúng ta. Thưa quý vị, đã trải qua một thời gian dài học tập, công tác và tìm hiểu, hai bạn Nguyễn Khánh và Hồng Ngọc của chúng ta đã yêu thương nhau và các bạn cũng đã xin phép được trở về báo cáo với bậc sinh thành, đó chính là người bố, người mẹ kính yêu. Và được sự đồng ý của bố mẹ, được sự đồng thuận của các ông các bà cao niên và được sự vun vén của những người đồng chí đồng nghiệp của mình. Và ngày hôm nay được sự thống nhất của hai bên gia đình nhà trai và gia đình nhà gái, chúng ta sẽ thực hiện một buổi lễ trang trọng đã dựa trên một nét đẹp truyền thống là tiền đề bước tới buổi lễ hôn nhân, đó là lễ ăn hỏi, lễ xin cưới và lễ nạp tài. Và ngày hôm nay, những gương mặt thân thương, những ánh mắt, những nụ cười của tất cả quý vị, chúng ta đều mang về đây một bầu không khí thật là ấm áp. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã đều biết những chắp lễ đang được đặt ở tại một vị trí trang trọng nhất ở phía trong tư gia của nhà gái ngày hôm nay, với đúng hình loan phụng, với những tấm trầu và một buồng cau, với ngày hôm nay thì có cả quan tám tiền treo và quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau. Ngày hôm nay và đặc biệt hơn nữa, tất cả những tình cảm của quý vị, chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, đã bớt chút thời gian dành những lời chúc trở về đây cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình. Xin được trân trọng cảm ơn và xin mời quý vị tiếp tục nâng những chén trà, tiếp tục những lời chúc tốt đẹp để dành cho hai gia đình ngày hôm nay. Và sau đây thì tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà trai sẽ có những lời vàng ý ngọc, những lời giới thiệu về thành phần tiến lễ của gia đình nhà trai, sau đó sẽ là những lời phát biểu tiến lễ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn của gia đình nhà trai. Xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay giòn giã để chào đón vị trưởng đoàn của nhà trai. Kính thưa các cô, các bà bên họ nhà gái và nam nữ thanh niên, chúng tôi hôm nay là được ngày lành tháng tốt thì họ nhà trai chúng tôi là được sự đồng ý của nhà gái, chúng tôi sẽ sang để dẫn lễ đều đối với gia đình, đến gia đình nhà gái. Thì thời gian tuy rằng xa xôi nhưng đối với trên đường cũng có nhiều do Covid cho nên có tất cả mọi người có thể là chậm một vài phút thì cũng bằng lòng, bởi vì chỉ chấp nhận có cách nào thôi. Thứ hai nữa là tôi xin trân trọng giới thiệu bên họ nhà trai chúng tôi thì có cung ngoại, tức là ông ngoại của cháu Khánh, thì hiện bây giờ là còn bên ngoại là cung. Thứ hai là tôi xin giới thiệu là đây là bác cả bác Vấn, là anh trai của chú Yên, là bố Khánh, và tôi là anh trai của trên Yên và là bố của Yên, bố cho Khánh. Thế và đây là bố của chú rể, nhưng mà đứng lên đây. Thế còn đây là chị, và còn có các chị bá dâu này và bác rể này và cô, đây là cô Út bên anh em chúng tôi. Đấy là thành phần của họ nhà trai chúng tôi hôm nay mà dẫn lễ đến đối với họ nhà gái. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Kính thưa quý vị khách quý, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe với những lời vàn khí ngọc, những lời giới thiệu và những lời phát biểu tiến lễ của vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà trai đã lên phát biểu cho con trường. Vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà trai không quên lời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các ông, các bà, các bác, các chú, các anh chị và các bạn. Gia đình nhà gái đã đón tiếp đoàn của nhà trai với đúng nghĩa tình cảm thông gia hai nhà như một, một bên lo và một bên liệu để dành cho tình yêu hạnh phúc của hai bạn ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm, những lời phát biểu đầy trách nhiệm của vị trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai. Cảm ơn tất cả quý vị đã mang về đây một bầu không khí ấm áp và sôi động. Đó là những tràng pháo tay giòn giã của tất cả quý vị. Thưa quý vị, và để đáp lại với những tình cảm, những lời phát biểu, những lời giới thiệu của vị trưởng đoàn nhà trai, sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà gái sẽ có những lời giới thiệu về thành phần tiếp đón và sau đó sẽ là những lời phát biểu đáp từ và đó là những lời tiếp lễ. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay giòn giã để chào đón vị của nhà gái ạ. Kính thưa các cô, các ông, các bà, kính thưa anh em, hai họ, bà con, phố xóm. Tôi xin trường giới thiệu, tôi là Hiệu, là bác của cháu Ngọc. Qua cái lời hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai đã có lời phát biểu và đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật theo đúng như hai gia đình đã thỏa thuận. Gia đình chúng tôi xin hoàn toàn chấp nhận. Đấy. Còn thưa các cô là về thành phần tham dự cái hội hôm nay là xin giới thiệu về đằng ngoại, về đằng nội là tôi là bác của cháu, còn bác Hiếu là anh của chú Hiếu và Dương, và có bác Hiểu và cùng các chú các thím và các thành viên trong đoàn của bên nhà trai của cháu Ngọc. Còn bên đằng phía bên bên ngoài là giới thiệu là có cụ Chuyện là bà ngoại của cháu Ngọc. Và thứ hai là ông Khang là ông chú ruột của cháu Ngọc, và bác Cường là bác của cháu Ngọc cùng các dì và anh em bạn bè của cháu Ngọc. Thì qua cái buổi hôm nay thì đối với gia đình chúng tôi là xin chấp nhận cái lễ vật của gia đình và nhà trai, và cũng mong rằng ấy là miếng dâu miếng chầu là dâu nhà người, hôm nay các vị đã chuẩn bị rất là chú đáo, là gia đình chúng tôi là cũng mong rằng ấy là kể từ ngày hôm nay là hai cháu là sẽ là con một nhà của chúng ta. Các cháu là tuy có lớn tuổi nhưng kinh nghiệm cuộc sống thì còn có những cái hạn chế, thì mong rằng ấy là hai gia đình, hai dòng họ chúng ta sẽ bảo ban cho các cháu để các cháu sớm hòa nhập được cái cuộc sống của gia đình và dòng họ. Cuối cùng xin một lần nữa cảm ơn cái sự đường xá xa xôi rồi do cái dịch bệnh mà các vị đã đến được đến đây mà dự trong cái buổi lễ hôm nay. Cuối cùng ấy là mời các vị là uống nước, chơi nước chầu để chúng ta cùng bàn một số công việc tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Và vị trưởng đoàn của gia đình nhà gái không quên lời cảm ơn tất cả những tình cảm yêu thương của quý vị khách quý, của bốn họ hai bên gia đình, bà con khu phố của nhà gái cũng như nhà trai. Những món quà ý nghĩa nhất là những bông hoa tươi thắm, những lời chúc tốt đẹp để mang về đây cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình và đặc biệt là hạnh phúc của Hồng Ngọc và Nguyễn Khánh của chúng ta. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm, những lời phát biểu của vị trưởng đoàn gia đình nhà trai và vị trưởng đoàn gia đình nhà gái. Sẽ là một tràng pháo tay lớn hơn nữa của tất cả quý vị.
Vâng ạ, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đại diện của gia đình nhà gái đó là người mẹ kính yêu của Hồng Ngọc, và xin được trân trọng kính mời đại diện của gia đình nhà trai đó là người mẹ thứ kính yêu của Nguyễn Khánh ạ, sẽ trở lên vị trí trung tâm sân khấu trường một bà trao lễ và một bà nhận lễ. Xin được trân trọng kính mời. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Kêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi láng chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Sâu có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo, anh cắm câu tính toán trong đầu, nhật nguyệt đông em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Giang nhét sắp sân, không khí tân hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bới bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia năm chục lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi, thêm thằng cu hay... Hồng Ngọc đang thực hiện để thay mặt hai con xin phép được thắp những nén nhang thơm lên bàn thờ gia tiên. Và lúc này đang rất là xôn xao ở tại phía hôn trường bởi vì cũng như những lời giới thiệu đầu tiên, cũng như hai vị trưởng đoàn đại diện nhà trai và nhà gái đã nói, vì điều kiện cũng cho phép thì lúc này chúng ta đang được nhìn qua hình ảnh qua Facebook. Hiện tại lúc này chú rể và cô dâu đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh, đang có những lời chào và cảm tạ sâu sắc tới tất cả quý vị. Chúng ta đã rất nhiệt tình và đã dành thời gian trở về đây để được chứng kiến với một buổi lễ trang trọng, có thể nói một buổi lễ cũng rất là đặc biệt của hai bạn ngày hôm nay đang được tiếp tục được diễn ra ở tại tư gia của nhà gái. Chúng ta sẽ nổ những tràng vỗ tay rộn rã để cho chú rể và cô dâu của chúng ta được lắng nghe ạ. Bởi vì là thực sự là nó bên ngoài và nó kém hơn, trong nhà. Trong nhà thì có khi là đỡ hơn. Con ở bên ngoài thì nó hơi kém. Một tràng pháo tay giòn giá của tất cả quý vị ạ. Vâng, và lúc này thì phía thành phố Hồ Chí Minh, đại diện của gia đình cũng như Hồng Ngọc và Nguyễn Khánh của chúng ta đang được chứng kiến, có thể nói một bầu không khí đã được diễn ra rất là ấm áp ở tại gia đình nhà gái đang thực hiện, đó là một buổi lễ ăn hỏi, lễ xin cưới và lễ nạp tài dành cho các bạn ngày hôm nay. Thì chắc chắn rằng lúc này cô dâu cũng như chú rể chúng ta đang rất là xúc động, và chắc chắn rằng sẽ có những giọt nước mắt thật là hạnh phúc để cảm tạ tới tất cả những tình cảm của các ông, các bà, các bác, các chú, các anh chị và các bạn chúng ta đã dành thời gian trở về đây và đang tề tựu ở tại gia đình nhà gái để cùng thực hiện với những nét đẹp truyền thống của người dân Việt Nam. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị. Kính thưa quý vị khách quý, và lúc này đang tiếp tục di chuyển những hình ảnh đang rất là ấm áp đang được diễn ra ở tại gia đình nhà gái cho chú rể của cô dâu của chúng ta được chứng kiến. Và kính thưa quý vị khách quý, và vừa rồi thì chúng ta cũng đã được chứng kiến, đã được diễn ra
lễ ăn hỏi và lễ xin cưới được trao và được nhận và đã được thực hiện lễ gia tiên ở tại vị trí trang trọng ở bên trong tư gia của nhà gái phía tầng thượng, đó là nơi thờ cúng tổ tiên. Và lúc này còn một chắp lễ cũng rất là quan trọng nữa, đã dựa trên một nét đẹp truyền thống, đó là lễ nạp tài và lễ xin dâu. Một lần nữa sẽ được tiếp tục được trao và được nhận, sẽ được thực hiện ở tại vị trí trung tâm sân khấu trường. Xin được trân trọng kính mời người bác kính yêu đại diện là chú rể Nguyễn Khánh. Xin được trân trọng kính mời một lần nữa, trân trọng kính mời người mẹ kính yêu sinh thành ra Hồng Ngọc sẽ tiếp tục trở lên vị trí trung tâm sân khấu trường để trao và nhận ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị. Và đúng lúc này thì đang được vang lên một giọng hát thật là ngọt ngào, thật là mượt mà. Một ca khúc cũng rất là quen thuộc, một ca khúc ca ngợi về mảnh đất Thái Bình, giàu đẹp của chúng ta. Và nơi đó đã sinh ra một chàng trai, đó chính là chàng trai Nguyễn Khánh đã dành cho Hồng Ngọc. Lâu lòng tôi thầm thương cô gái bên sông, nhà em cạnh ngay làng bên cách mấy xóm nghèo. Ngày xưa thường qua nhà nhau nhảy múa tung tăng, tình yêu trẻ con hồn nhiên ta không biết gì. Thời gian dần trôi thật nhanh thấm thoát thoi đưa, còn đâu ngày xưa bình yên giống chơi tháng ngày. Giờ em càng lớn càng xinh biết lòng lành, mẹ cha thường hay bảo em đến tuổi lấy chồng. Ngày mai mình cưới nhau đi cho quê ta nức tiếng cười, người đi đầu xóm cuối xóm rộn ràng đám cưới bên sông. Ngày mai mình cưới nhau đi ta bên nhau đến suốt đời, mặc cho đời lắm sóng gió mình cùng nhau dẫn tay qua. Ngày mai mình cưới nhau hạnh phúc đâu xa. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta yêu thương đến lúc già. Biển xanh dù có hoa đá thì tình ta chẳng phôi phai. Yeah, ký vào paper, mình cưới nhau đi, lover. Vậy nên mình đâu cần phải chờ mà. Em đêm nay có mặc ấm không đó, thời tiết đã trở mùa, trời đã chớm đông đó. Ừ thì cưới anh đi, mình là vợ chồng nhá. Đêm mùa xuân đến trái ngọt hoa là đời đó. Thời gian dần trôi thật nhanh thấm thoát thoi đưa, còn đâu ngày xưa bình yên giống chơi tháng ngày. Giờ em càng lớn càng xinh mắt biết lòng lành, mẹ cha thường hay bảo em đến tuổi lấy chồng. Rộn ràng đám cưới bên sông. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta bên nhau đến suốt đời, mặc cho đời lắm sóng.